Kể từ thế kỷ 20, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã có ảnh hưởng quyết định đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân cho vấn đề này là bởi Mỹ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, có khả năng can thiệp mạnh mẽ vào các vấn đề trên quốc tế. Trong Thế chiến thứ nhất, việc Mỹ tham chiến đã quyết định thắng lợi của phe Hiệp ước. Thứ hai là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có sự khác biệt lớn về chính sách ngoại giao. Đảng Cộng Hòa có truyền thống cô lập, chú trọng nhiều hơn đến châu Á, trong khi Đảng Dân Chủ theo đuổi chính sách can thiệp quốc tế, quan tâm nhiều hơn đến châu Âu. Nếu Đảng Cộng Hòa nắm quyền trong Thế chiến thứ hai, kết quả có thể đã hoàn toàn khác. Dưới sự ảnh hưởng của chính sách xoa dịu của Mỹ, Đức có thể đã đánh bại Liên Xô và chiến tranh lạnh sẽ biến thành đối đầu Mỹ-Đức thay vì Mỹ-Liên Xô. Chính vì lý do này, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh chính sách ngoại giao dựa trên kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặt khác, một số quốc gia và lực lượng cũng sẽ tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, cố gắng thay đổi xu hướng để kết quả bầu cử có lợi cho họ. Vậy nên trong các nội dung tiếp theo đây từ bài viết của tác giả Victor Phạm tại Spider Room, hãy cùng tìm hiểu và bàn luận về chủ đề chính trị ngoại giao của Mỹ và một số các quốc gia, tổ chức liên quan mật thiết tới sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 sắp tới. Các bên có khả năng và động lực can thiệp chủ yếu là châu Âu, Nga, Ả Rập Saudi, Iran, Israel và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi đặt cược vào hai ứng cử viên là Trump và Harris, lập trường của từng bên được tác giả chia ra thành 5 loại, bao gồm hoàn toàn ủng hộ Harris, tương đối ủng hộ Harris, trung lập, tương đối ủng hộ Trump và hoàn toàn ủng hộ Trump. Hãy cùng đi vào chi tiết bài viết ngay sau đây. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hoàn toàn ủng hộ Harris. Tại các quốc gia Âu Mỹ, thành phần quan chức được chia thành hai loại, quan chức chính trị và công chức. Quan chức chính trị được bầu cử và chịu trách nhiệm trước cử tri, trong khi công chức được bổ nhiệm thông qua các kỳ thi và thường có nhiệm kỳ suốt đời, chịu trách nhiệm thực hiện chính sách cụ thể. Cơ chế này được thiết kế nhằm giảm thiểu tác động của xung đột đảng phái đối với hoạt động chính trị của Mỹ và làm giảm sự biến động do việc chuyển giao quyền lực mang lại. Trong vài thập kỷ qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED là một cơ quan chính sách tương đối độc lập và ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ đối với chính sách tiền tệ của FED là khá hạn chế. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập lãi, bao gồm 12 thành viên, trong đó có 5 người là các chủ tịch của các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Vì New York là trung tâm tài chính toàn cầu, chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York có một ghế thường trực trong FOMC. Các ghế còn lại được luân phiên bởi các chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang khác với nhiệm kỳ 1 năm. 7 thành viên còn lại của FOMC là các thành viên của Hội đồng Thống đốc, mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm. Tổng thống Mỹ chỉ có quyền đề cử các thành viên này, và việc bãi nhiệm họ phải được sự đồng ý của 2/3 thành viên Thượng viện. Không chỉ vậy, để ngăn chặn sự can thiệp của Tổng thống Mỹ và chính sách tiền tệ, mỗi 2 năm, một thành viên của Hội đồng Thống đốc được thay thế và toàn bộ 14 thành viên được thay thế trong vòng 14 năm. Điều này có nghĩa là mỗi nhiệm kỳ Tổng thống tối đa chỉ được đề cử 2 thành viên của Hội đồng Thống đốc FED. Trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED có một chủ tịch và 2 phó chủ tịch với nhiệm kỳ đều là 4 năm. Chính sách tiền tệ của FED được quyết định thông qua các cuộc họp lãi suất, nơi mà 12 thành viên có quyền bỏ phiếu, mỗi người một phiếu. Mặc dù chủ tịch FED chỉ có một phiếu như các thành viên khác, nhưng với vai trò là người chủ trì cuộc họp, chủ tịch FED có thể định hình nội dung của các cuộc thảo luận và định hướng chính sách tiền tệ. Điều này có nghĩa là chủ tịch FED có quyền quyết định những vấn đề nào sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp, trong khi các thành viên còn lại sẽ bỏ phiếu dựa trên các đề xuất và thảo luận được trình bày. Vai trò của chủ tịch FED là rất quan trọng bởi vì người này có thể ảnh hưởng đến quá trình thảo luận, từ đó gián tiếp tác động đến quyết định cuối cùng và chính sách tiền tệ. Theo kế hoạch làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump dự định thúc đẩy kế hoạch Drain the Swamp nhằm tái cấu trúc hệ thống quan liêu của Mỹ. And we are going to drain the swamp. Kế hoạch này sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống công chức của Mỹ, chuyển từ chế độ suốt đời sang chế độ hợp đồng
và cho phép Tổng thống Mỹ có thể trực tiếp bãi nhiệm các quan chức kỹ thuật mà không cần thông qua Quốc hội, bao gồm các thành viên của Hội đồng Thống đốc FED. Nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 dẫn đến việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, các cải cách nhân sự mà Trump đề xuất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sự độc lập của FED. Nếu cải cách này được thực hiện, tất cả các quan chức của FED sẽ không tuân thủ chính sách tiền tệ của Trump, có thể dẫn đến bị bãi nhiệm. Điều này có thể gây tổn hại lớn đến uy tín của FED trên thị trường tài chính. Trong bối cảnh này, phần lớn các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, không mong muốn Trump tái đắc cử vì họ có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc. Trong vòng vài tháng trước cuộc bầu cử, FED có thể sẽ phát đi tín hiệu về việc hạ lãi suất nhằm giảm lãi suất dài hạn và cải thiện môi trường kinh tế, qua đó hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Harris. Vì vậy, trong bối cảnh lo ngại về cải cách nhân sự của Trump, FED có xu hướng nghiêng về việc Harris nên nắm quyền hơn. Harris dù sao cũng là một chính trị gia truyền thống, có khả năng sẽ tôn trọng sự độc lập của FED hơn. Mặc dù Powell là thành viên của Đảng Cộng Hòa, nhưng ông không ưa thích gì Trump. Trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ năm 2018, Powell đã thực hiện một đợt tăng lãi suất nhiều hơn so với dự kiến ban đầu, dẫn đến suy thoái kinh tế sớm hơn trong quý 4, và điều này đã góp phần vào việc Đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Ả Rập Saudi tương đối ủng hộ Harris. Trước đây, quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Đảng Dân Chủ không mấy tốt đẹp. Sự kiện vụ sát hại nhà báo Khashoggi vào năm 2018 dẫn đến sự chỉ trích từ Tổng thống Biden, người đã tuyên bố sẽ biến Ả Rập Saudi thành kẻ tội đồ quốc tế để trả đũa sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ. Thái tử Mohammed bin Salman đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc tăng sản lượng dầu, khiến cho Biden phải chịu thất bại trong chính sách năng lượng của mình. Ngược lại, Ả Rập Saudi đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ đối với Trump. Vào năm 2015, chính quyền Obama ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, JCPOA. Điều này dẫn đến sự bất mãn lớn với cả Ả Rập Saudi và Israel vì họ lo ngại rằng thỏa thuận cũng sẽ cung cấp nguồn tài chính cho Iran để mở rộng ảnh hưởng quân sự. Để đối phó, Ả Rập Saudi đã dẫn đầu liên quân Ả Rập can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen. Khi Trump lên nắm quyền vào năm 2017, ông đã rút khỏi JCPOA và thực hiện các hành động mạnh mẽ như là ám sát tướng Soleimani của Iran. Điều này đã khôi phục lòng tin từ Ả Rập Saudi và Israel. Trump cũng đã thúc đẩy hiệp định Abraham Accord, dẫn đến việc UAE và Bahrain thiết lập quan hệ chính thức đối với cả Israel. Trump cũng không quá chú trọng đến các yếu tố ý thức hệ thống trong quan hệ với quốc gia Trung Đông. Điều này khiến cho nhiều quốc gia quân chủ trong khu vực ủng hộ ông. Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, nhu cầu dầu thô giảm sụt mạnh, dẫn đến dư thừa dầu và giá dầu giảm sâu. Để bảo vệ ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ, Trump đã gây áp lực yêu cầu OPEC Plus giảm sản lượng. Nhưng Ả Rập Saudi và các quốc gia khác từ chối, khiến cho giá dầu giảm thêm đến mức âm. Sau khi Biden lên nắm quyền, ông đã cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán về JCPOA, nhưng gặp phải sự phản đối từ Israel. Khi chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra, Biden đã yêu cầu OPEC Plus tăng sản lượng dầu. Nhưng Ả Rập Saudi từ chối do sự khác biệt về ý thức hệ và lợi ích thực tế, dẫn đến giá dầu tăng trên 100 đô trên thùng và gây áp lực lạm phát ở Mỹ. Nếu không vì phán quyết của Tòa án Tối cao của Mỹ đảo ngược quyết định Roe v. Wade, Đảng Dân Chủ có lẽ đã mất quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội. Đến năm 2023, để đối phó với sự dao động trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Ả Rập Saudi và Iran đã khôi phục quan hệ ngoại giao dưới sự trung gian của Trung Quốc. Mỹ đã ký một thỏa thuận an ninh với cả Ả Rập Saudi, trong đó bao gồm các điều khoản như sau. Đầu tiên, Mỹ nâng cấp Ả Rập Saudi lên thành đồng minh theo hiệp ước và cam kết cung cấp nghĩa vụ phòng thủ chính thức. Thứ hai, Ả Rập Saudi đồng ý tăng sản lượng dầu để hỗ trợ chiến dịch của Đảng Dân Chủ. Và thứ ba, Ả Rập Saudi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel và tách rời khỏi công nghệ Trung Quốc. Trong thỏa thuận này, Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Ả Rập Saudi tăng sản lượng dầu trước cuộc bầu cử Mỹ để giảm lạm phát và cải thiện tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, việc thỏa thuận này bao gồm các điều khoản thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Ả Rập Saudi và Israel có thể dẫn đến việc cô lập Iran và các đồng minh Hồi giáo Shiite.
Vào tháng 10 năm ngoái, Iran và Hamas đã lên kế hoạch cho chiến dịch cơn lũ Aqsa, làm gián đoạn các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm nay, với nhiều chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Ả Rập Saudi, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh Mỹ và Ả Rập Saudi đã được khôi phục. Hai bên hoàn tất soạn thảo hiệp định. Để thu hút Ả Rập Saudi, Mỹ đã đồng ý nới lỏng các hạn chế về bán vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo. Kết quả là giá dầu quốc tế đã giảm mạnh. Đảng Cộng Hòa không muốn giá dầu giảm vì điều này sẽ giảm bớt áp lực lạm phát ở Mỹ và có thể làm tăng sự ủng hộ đối với Đảng Dân Chủ. Để cản trở việc ký kết thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi, các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện đã yêu cầu trừ khi Ả Rập Saudi và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao, nếu không, họ sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật này. Điều này đã khiến Ả Rập Saudi rơi vào tình thế khó khăn. Vì cuộc xung đột Israel-Palestine vẫn đang diễn ra, việc ký kết thỏa thuận với Israel có thể khiến cho Ả Rập Saudi bị xem như là kẻ phản bội trong thế giới Hồi giáo Sunni. Vì vậy, Ả Rập Saudi đã yêu cầu, trừ khi Israel rút quân khỏi Gaza, họ sẽ không công nhận Israel. Mặc dù yêu cầu ban đầu của Ả Rập Saudi là giải pháp hai quốc gia, nhưng để đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận, họ đã phải nhượng bộ. Do đó, thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi đang bị kẹt lại ở điểm mấu chốt là xung đột Israel-Palestine. Do sự không thể chắc chắn trong việc ký kết thỏa thuận, OPEC Plus đã quyết định kéo dài các biện pháp giảm sản lượng đến cuối tháng 9 năm nay, trùng với thời điểm bầu cử Mỹ. Điều này cho phép Ả Rập Saudi điều chỉnh sản lượng dầu dựa trên dự đoán về kết quả bầu cử và tiến triển của các cuộc đàm phán với Mỹ. Để thúc đẩy thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi, Mỹ đã đệ trình một nghị quyết ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Gaza và được thông qua với số phiếu cao. Tuy nhiên, kết quả cho thấy nội cánh hữu của Israel không sẵn lòng nhượng bộ trong vấn đề Gaza và từ chối thực hiện ngừng bắn vĩnh viễn, dẫn đến bế tắc cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Trước cuộc bầu cử Mỹ, các cuộc xung đột đại diện tại Trung Đông khó có thể kết thúc. Điều này có nghĩa là thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi có thể phải được trì hoãn đến sau cuộc bầu cử. Trong tình huống này, Ả Rập Saudi vẫn có động lực để kiểm soát mức giá dầu. Dưới chính quyền của Trump, mặc dù có mối quan hệ tốt với Ả Rập Saudi trong quá khứ, nhưng do chính sách đối ngoại của Ả Rập Saudi không ổn định, Trump không sẵn lòng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ả Rập Saudi. Chỉ khi Đảng Dân Chủ muốn tái đắc cử, Mỹ mới tiếp tục đàm phán thỏa thuận an ninh với Ả Rập Saudi. Mục tiêu mà các vị vua của Ả Rập từ lâu đã mong muốn là nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, dự kiến Ả Rập Saudi sẽ có xu hướng giữ mức giá dầu gần mức cân bằng tài chính của mình trước cuộc bầu cử Mỹ nhằm hỗ trợ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Biden đã rất khôn ngoan trong việc xử lý Ả Rập Saudi. Ông không chỉ tạm thời gạt bỏ những khác biệt về ý thức hệ mà còn thông qua thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi để liên kết với lợi ích của cả hai bên. Chỉ cần giá dầu được kiểm soát, cơ hội thắng cử của Đảng Dân Chủ sẽ tăng lên. Ngược lại, Trump nhấn mạnh độc lập năng lượng của Mỹ và hỗ trợ khai thác và sản xuất dầu từ đá phiến. Các công ty năng lượng Mỹ độc lập với OPEC Plus và hành động của Trump cũng sẽ làm giảm hiệu quả của các biện pháp cắt giảm sản lượng của OPEC Plus. Đây cũng là lý do tại sao Biden cần phải thu hút sự ủng hộ của Ả Rập Saudi. Nhưng nhìn chung, đối với Ả Rập Saudi, việc Trump lên nắm quyền dù có thể dẫn đến đàm phán thỏa thuận an ninh Mỹ bị phá vỡ và giảm hiệu quả của các biện pháp cắt giảm sản lượng của OPEC Plus. Nhưng chính sách ngoại giao của Trump thì vẫn ủng hộ Ả Rập Saudi và phản đối Iran. Do đó, không nghiêm trọng làm tổn hại tới lợi ích của Ả Rập Saudi. Mặt khác, với việc Đảng Dân Chủ thay đổi ứng cử viên Tổng thống, sự tiếp tục của Harris đối với thỏa thuận an ninh Mỹ và Ả Rập từ sau thời Biden vẫn còn là một điều không chắc chắn. Đối với cuộc bầu cử Mỹ, Ả Rập Saudi sẽ chỉ hỗ trợ có hạn cho Đảng Dân Chủ, nhưng không phản đối sự lên nắm quyền của Trump. Israel tương đối ủng hộ Trump. Sau nhiều tháng giao tranh, Israel đã kiểm soát cơ bản khu vực Gaza. Các lực lượng chính quy của Hamas đã bị tổn thất nặng nề, chỉ có một số nhóm vũ trang hoạt động theo hình thức du kích để tiếp tục chống đối lại quân đội Israel. Hành động này đã làm dấy lên sự ủng hộ đối với Palestine từ các nước phương Tây, với Tây Ban Nha, Ireland và các quốc gia khác chủ động công nhận Palestine, gây áp lực đối với Israel về mặt ngoại giao.
Nếu tình hình tiếp tục như vậy, Palestine có thể sẽ nhận được sự công nhận từ phần lớn các quốc gia trên thế giới, và cảm giác hối lỗi của người châu Âu về các cuộc tẩy chay người Do Thái trong lịch sử cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, để thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận an ninh Mỹ-Ả Rập Saudi, chính quyền Biden cũng liên tục gây áp lực lên Israel, bao gồm cả việc giữ lại một số lô vũ khí. Do tình trạng thiếu thốn đạn dược ở tiền tuyến, quân đội Israel buộc phải làm chậm nhịp tấn công. Cuộc chiến lâu dài đã dẫn đến sự rút vốn lớn từ nước ngoài, và với vai trò là trung tâm công nghệ ngoài khơi của Mỹ, Israel có nhiều doanh nghiệp đổi mới và quỹ đầu tư. Sự rút vốn và di cư của người nước ngoài có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế của Israel. Dưới áp lực từ phương Tây, liệu Israel có thể ngừng bắn vĩnh viễn hay không? Dựa trên tình hình hiện tại, Israel vẫn có thể sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự và kéo dài cuộc chiến sau bầu cử Mỹ. Quyết định về việc có ngừng bắn hay không phụ thuộc chủ yếu vào tình hình chính trị nội bộ của Israel. Khi cuộc chiến ở Gaza đã đi đến hồi kết, nội các Israel rơi vào tình trạng chia rẽ và các lãnh đạo đối lập Gaza đã rút khỏi nội các chiến tranh của Israel. Là một quốc gia theo chế độ nội các, Israel có hơn 120 ghế trong quốc hội. Nếu số ghế của liên minh đương quyền giảm xuống 60, Israel sẽ phải tổ chức bầu cử sớm và thủ tướng Netanyahu có thể sẽ bị lật đổ. Trong vấn đề xử lý Gaza, Israel đã chia làm hai phe. Một phe là liên minh đương quyền dưới sự lãnh đạo của Netanyahu, ủng hộ việc sử dụng lực lượng quân sự để tiêu diệt hoàn toàn Hamas và giải quyết các mối đe dọa từ Gaza. Các lực lượng cực hữu đe dọa sẽ phát động một phong trào lật đổ chính phủ nếu như mà Netanyahu chấp nhận kế hoạch ngừng bắn. Phe còn lại là phe đối lập do Gantz lãnh đạo, chủ trương giải cứu tất cả các con tin thông qua con đường đàm phán và cho phép Hamas tham gia vào cơ quan quyền lực của Palestine dưới hình thức là đảng chính trị. Trong nội các Israel, phe cứng rắn chiếm tới 64 ghế và nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa Mỹ, trong khi phe ôn hòa chiếm 56 ghế và được Đảng Dân chủ của Mỹ hỗ trợ. Theo sự nhìn nhận của dư luận Israel hiện tại, phe cứng rắn hiện đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn và việc tiêu diệt Hamas bằng sức mạnh quân sự là quan điểm chính thống của Israel. Để thể hiện sự ủng hộ với cả Israel, Đảng Cộng hòa đã chủ động mời Thủ tướng Netanyahu lên thăm Mỹ và cung cấp cơ hội cho ông phát biểu trước Quốc hội. Netanyahu đã lợi dụng cơ hội này để gây áp lực lên Nhà Trắng, yêu cầu dỡ bỏ hạn chế cung cấp đạn dược cho Israel. Nếu dư luận Israel không thay đổi lớn, xung đột địa chính trị ở Trung Đông có thể sẽ kéo dài cho đến tận sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Một mặt, việc kéo dài xung đột cho phép Israel loại bỏ các thế lực của Hamas tại Gaza và làm suy yếu khả năng kháng cự của Palestine. Mặt khác, Israel đang đặt cược vào việc Trump trở lại. Là một lực lượng thân Israel, Trump ủng hộ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran và hỗ trợ sự mở rộng của Israel ở Trung Đông. Trong thời gian làm Tổng thống, Trump đã di rời đại sứ quán ở Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem và công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan. Mặc dù Trump thể hiện rõ sự ủng hộ với Israel, sự hỗ trợ của Israel đối với Trump cũng chỉ là có hạn. Trên thực tế, dù là Trump hay là Đảng Dân Chủ, cả hai đều không ủng hộ việc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine vì điều này sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên chiến lược của Mỹ. Trump theo chủ nghĩa cô lập sau khi lên nắm quyền vẫn sẽ tiếp tục chiến lược rút lui khỏi Trung Đông. Ngược lại, Đảng Dân Chủ nhấn mạnh sự can thiệp quốc tế và sẵn sàng đầu tư tài nguyên để thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi và Israel, đồng thời không từ bỏ sự hỗ trợ đối với cả Israel. Vì vậy, Israel có xu hướng ủng hộ Trump nhưng cũng không phản đối việc Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền, vì việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi và Israel phù hợp với lợi ích lâu dài của Israel. Iran ủng hộ tương đối cho Harris. Iran có một đội ngũ ngoại giao chuyên nghiệp và đã ký kết nhiều hiệp định với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, những hiệp định này thường không được thực hiện hiệu quả vì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo không tuân theo chỉ huy của các quan chức dân sự, thích tự quyết và gây ra các tranh chấp, vi phạm đường lối ngoại giao do chính phủ đặt ra. Đây cũng là một trong những lý do mà Trump rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran.
vì ông cho rằng chính phủ Iran không có khả năng thực hiện các hiệp định và chính sách ngoại giao của họ là không ổn định. Kể từ khi thành lập, chính quyền Iran đã có hai nguồn gốc hợp pháp: chủ nghĩa tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc. Để củng cố tính hợp pháp, Iran đã phải thực hiện chiến lược mở rộng tại Trung Đông, một mặt tạo ra vành đai Shia, mặt khác tự định hình mình là người kế thừa của đế chế Ba Tư. Điều này tạo ra một nghịch lý. Để duy trì sự mở rộng, Iran buộc phải giữ lại nền giáo dục hiện đại và cho phép các trường đại học giảng dạy về kiến thức thế tục, vì đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Iran có hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật mỗi năm. Phần lớn trong số đó có quan điểm tiến bộ và là những người phản đối hệ thống hiện tại. Ở một mức độ nào đó, Iran có thể được chia thành 5 thế lực chính phủ: phe bảo thủ do các giáo sĩ lãnh đạo, phe cải cách đại diện cho lợi ích của tầng lớp trung lưu đô thị, phe ủng hộ hoàng gia được Anh và Mỹ ủng hộ, phe dân tộc chủ nghĩa tin vào văn hóa Ba Tư, và phe tiến bộ gồm các sinh viên và công nhân. Trong thời kỳ triều đại Pahlavi, quốc vương nhận được sự ủng hộ của phe bảo hoàng và phe dân tộc chủ nghĩa, nhưng do không thực hiện các cải cách lập hiến, ông đã đắc tội với phe cải cách và phe tiến bộ. Đồng thời, vì kiên trì theo chủ nghĩa thế tục, ông đã đắc tội với phe bảo thủ. Dưới sự ngầm đồng ý của Mỹ, triều đại Pahlavi bị lật đổ. Mỹ làm vậy cũng để trả thù Iran vì tham gia vào lệnh cấm vận dầu mỏ. Sau khi Khomeini lên nắm quyền, ông đã tàn sát các đồng minh trước đây, phe cánh tả do Liên Xô ủng hộ, và giành được sự ủng hộ của các dân tộc chủ nghĩa thông qua việc thắng lợi trong cuộc chiến Iran-Iraq, từ đó củng cố quyền của mình. Để giảm bớt mâu thuẫn xã hội, Iran cho phép dân chúng bầu cử tổng thống, hình thành truyền thống thay phiên cầm quyền giữa các phe cải cách và phe bảo thủ. Trong 10 năm qua, với các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng, kinh tế Iran ngày càng gặp khó khăn, ngân sách không đủ để chi tiêu và đối mặt với nguy cơ cách mạng màu. Đặc biệt, sau khi xung đột Israel và Palestine bùng phát, Iran đã đầu tư nhiều nguồn lực để hỗ trợ dành cho vành đai Shia chống lại Israel. Dù đạt được nhiều thành tựu ngoại giao, nhưng tài chính cũng bị cạn kiệt thêm. Hiện tại, Iran có thể nói là đang có nhiều sóng ngầm. Trong điều kiện bình thường, tỷ lệ bỏ phiếu ở Iran lên đến 70%. Nhưng trong những năm gần đây, với sự suy giảm kinh tế, ngày càng nhiều người trở nên chán nản với cả chính trị và từ chối tham gia bỏ phiếu. Năm nay, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran chưa đến 50%. Và trong số 20% người từ chối bỏ phiếu, nhiều người là phe đối lập. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, tỷ lệ phiếu bầu của ứng cử viên phe cải cách là 55%, trong khi ứng viên phe bảo thủ là 45%. Dựa trên các dữ liệu này, có thể suy luận rằng tỷ lệ dân số giữa Iran thuộc các phe bảo thủ, cải cách và phản đối lần lượt là khoảng 3-4-4, nghĩa là hiện tại khoảng 70% dân số Iran đang không hài lòng với hệ thống chính trị và tôn giáo kết hợp. Do vấn đề tuổi tác cao của Khamenei, vấn đề kế nhiệm ở Iran đã nổi lên. Khamenei khẳng định đưa con trai của mình lên kế vị. Điều này không chỉ làm cho Iran trở thành một quốc gia di sản, mà còn có nghĩa là Iran sẽ bị cai trị lâu đời bởi người Azerbaijan. Điều này chắc chắn sẽ gặp sự phản đối từ các nhà dân tộc chủ nghĩa. Và nếu dẫn đến rủi ro của một cuộc cách mạng tương tự như là năm 1979, chỉ khác là phe bảo thủ sẽ trở thành phe cầm quyền. Nếu chọn người khác làm người kế nhiệm sau cái chết của cựu tổng thống Raisi, Iran có thể tạm thời không tìm được ứng cử viên phù hợp. Khamenei cũng hiện đối mặt với các vấn đề tương tự. Iran cần một môi trường ở bên ngoài thuận lợi để vượt qua giai đoạn chuyển giao quyền lực một cách ổn định. Đó là lý do tại sao Iran lại chọn một tổng thống thân phương Tây. Xung đột giữa Iran và Palestine là một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, không chỉ làm suy yếu Israel mà còn làm nền kinh tế Iran gặp thêm khó khăn. Iran hy vọng có thể khôi phục các cuộc đàm phán về hiệp định hạt nhân Iran và làm dịu mối quan hệ với Mỹ. Bằng cách này, họ có thể làm tan băng xuất khẩu dầu mỏ để kiếm ngoại tệ, từ đó huy động vốn để duy trì sự ổn định xã hội. Chỉ có Đảng Dân Chủ mới sẵn sàng đàm phán với Iran. Nếu Trump lên nắm quyền, không chỉ không thúc đẩy các cuộc đàm phán về hiệp định hạt nhân Iran, mà còn có thể hủy bỏ miễn trừ xuất khẩu dầu 500.000 thùng trên một ngày mà Iran đã được cấp trong thời kỳ Biden. Điều này sẽ khiến ngân sách của Iran càng thêm khó khăn. Tình trạng tồi tệ nhất là nếu Khamenei qua đời trong thời gian Trump cầm quyền, các phe bảo thủ, cải cách, phản đối ở Iran chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến giành quyền lực và Mỹ cùng Israel chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để can thiệp. Đối với chính quyền Iran, đó là một thảm họa không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh này, Iran có xu hướng ủng hộ Harris nên nắm quyền. Điều này có nghĩa là trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra, Iran có thể nhượng bộ cho các vấn đề Trung Đông.
Khi bị Israel tấn công, Iran có thể áp dụng các biện pháp trả đũa nhẹ nhàng, không cung cấp cớ để Israel mở rộng chiến tranh. Có thể thấy, kể từ khi Tổng thống cải cách của Iran nhậm chức, giá vận chuyển hàng hải đã giảm. Điều này phản ánh tình hình lắng dịu ở Biển Đỏ. So với điều này, Israel là bên chủ động khơi mào xung đột với cuộc phục kích mặt trận kháng chiến hành động, kéo dài cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mặc dù Iran có xu hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ tái đắc cử, nhưng sự ủng hộ của họ là có hạn. Dù sao, Đảng Dân Chủ vẫn cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán hiệp định về an ninh Mỹ và Saudi, nên nếu hiệp định này được ký, nó sẽ khiến cho Iran rơi vào tình trạng cô lập ngoại giao. Iran sẽ phối hợp với tình hình bầu cử của Đảng Dân Chủ, nhưng sẽ không làm mọi giá để đạt được điều đó. Trung Quốc, trung lập. Đối với Trung Quốc, thì dù Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền thì cả hai cũng đều sẽ theo đuổi chính sách chống Trung Quốc. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ là Đảng Dân Chủ ủng hộ liên minh với cả châu Âu chống lại Trung Quốc, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực địa chính trị, trong khi Đảng Cộng Hòa ủng hộ liên minh với Nga để chống Trung Quốc, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực kinh tế và thương mại. Về hiệu quả, chính sách kiểm soát công nghệ của Đảng Dân Chủ có thể gây thiệt hại lâu dài hơn, nhưng nếu Trump lên nắm quyền, có thể sẽ có nhiều bất ổn hơn. Nếu sự áp đặt thuế suất 60%, điều này có thể dẫn đến việc Trung Mỹ tách rời hoàn toàn. Là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới, Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến tình hình bầu cử ở Mỹ. Đối diện với các ứng cử viên Mỹ không có lợi, Trung Quốc có thể giảm tỷ lệ ủng hộ của họ bằng cách tấn công chính xác vào các khu vực cử tri của đối thủ. Ví dụ như là khi Trump khơi mào cuộc chiến thương mại vào cuối năm 2018, để đáp trả, Trung Quốc đã tăng thuế đối với sản xuất nông nghiệp của Mỹ, làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri ở các bang đỏ đối với ông. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, Đảng Dân Chủ đã giành lại được Hạ viện, tạo ra sự cản trở đối với chính quyền của Trump. Mặt khác, nếu ứng cử viên đó thân thiện, Trung Quốc có thể sẽ thúc đẩy đơn hàng cho các bang dao động của Mỹ để nâng cao tỷ lệ việc làm của họ trong thời gian ngắn. Đầu năm 2020, Trump đã vội vã ký kết hiệp định thương mại với Trung Quốc để thúc đẩy Trung Quốc mua thêm hàng hóa từ các bang dao động. Đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, do Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều có lập trường thống nhất về vấn đề chống Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không dễ dàng đứng về bên phía nào và cũng không can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử của Mỹ để tránh bị chỉ trích. Không chỉ vì việc đặt cược cần phải có sự chuẩn bị, mà còn vì nếu như mà cược thất bại, Trung Quốc sẽ phải chịu sự trả thù từ bên thắng cuộc, không hề đáng làm. Mặt khác, dù Trump hay là Harris lên nắm quyền ở nước Mỹ, nước này vẫn sẽ tiếp tục thu hút Ấn Độ vì Ấn Độ là quốc gia gần nhất ở châu Á có khả năng sẵn sàng kìm hãm Trung Quốc. Trump muốn làm dịu quan hệ với Nga, điều này sẽ giúp đưa Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia thân Nga khác vào liên minh chống Trung Quốc của Mỹ. Harris có một nửa dòng máu Ấn Độ, dự kiến sẽ tiếp tục chính sách friendshoring của Biden, dẫn dắt ngành sản xuất của Trung Quốc chuyển sang Ấn Độ và Đông Nam Á. Do đó, Ấn Độ không cần phải chọn bên giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Việc chống Trung Quốc và liên minh với Ấn Độ là điểm chung hiếm hoi của cả hai đảng. Chi phí đặt cược. Dựa theo thông tin từ trước, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Iran, Israel, Nga và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đều có động lực can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm tạo ra kết quả có lợi cho lợi ích của họ. Đối với FED, nếu họ can thiệp vào bầu cử thông qua việc hạ lãi suất, họ có thể đối mặt với nguy cơ lạm phát thứ cấp lần thứ hai. Điều này sẽ làm tổn hại uy tín của FED. Nhưng nếu Trump đắc cử và xóa bỏ tính độc lập của FED, tổn thất đối với tổ chức này sẽ còn lớn hơn. Do đó, FED không còn cách nào khác ngoài việc phải hợp tác với Đảng Dân Chủ. Đối với Ả Rập Saudi, nếu họ giải phóng công suất còn lại hoặc làm tăng sản lượng dầu mỏ trước bầu cử, giá dầu có thể sẽ giảm dưới mức cân bằng tài chính của Ả Rập Saudi, gây thiệt hại hàng tỷ đô thu nhập từ dầu mỏ. Tuy nhiên, nếu sự mất mát này có thể sẽ đổi lấy một sự thỏa thuận an ninh như mong đợi, Ả Rập Saudi sẵn sàng đặt cược. Đối với Iran, việc Trump đắc cử sẽ mang đến một rủi ro khó lường. Hiện tại, Iran đang ở giai đoạn chuyển giao quyền lực quan trọng. Trump có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để lật đổ hệ thống chính trị, tôn giáo của Iran. Đảng Dân Chủ sẽ khoan dung hơn với sự tồn tại của Iran vì việc duy trì Iran có thể tạo ra một đối trọng cần thiết, buộc các quốc gia Hồi giáo Sunni phải hợp tác với Mỹ. Nhưng trong chính sách năng lượng, để Đảng Dân Chủ giành chiến thắng, Iran sẽ cố gắng kiềm chế khi đối mặt với những khiêu khích từ Israel, tránh tạo cơ hội cho Israel mở rộng chiến tranh. Trong tình thế bắt buộc, Iran thậm chí phải cân nhắc lại hy sinh lợi ích của Hamas hay thậm chí là Hezbollah.
vì trong lịch sử, người Ba Tư không quan tâm đến số phận của người Ả Rập. Đối với Israel, một liên danh cánh tả như là Harris cộng Watts có thể khiến cho chính sách đối ngoại của Mỹ nghiêng hơn về phía Palestine. Trong trường hợp đó, Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào Trump. Trước cuộc bầu cử Mỹ, Israel sẽ không rút quân ra khỏi Gaza, cũng như không bắt đầu tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao với Ả Rập Saudi. Nếu Trump thắng cử, Israel có thể sẽ hy vọng đạt được các điều kiện đàm phán tốt hơn. Nhưng nếu Harris đắc cử, chính quyền Israel sẽ phải đối mặt với sự trả đũa từ Mỹ. Việc viện trợ vũ khí và đạn dược có thể bị đóng băng, gây ra cuộc khủng hoảng trong chính nội bộ chính phủ Israel. Điều này có nghĩa là vé cược của Israel vào Trump chính là sự sống còn chính trị của Netanyahu. Về phía các nhà tài trợ Mỹ, phần lớn họ chỉ theo bên nào thắng thế. Nhiều tập đoàn lớn có xu hướng đặt cược sau khi tình hình trở nên rõ ràng, ủng hộ ứng viên có tỷ lệ chiến thắng cao hơn. Trong các cuộc bầu cử truyền thống, các doanh nghiệp năng lượng và quốc phòng thường ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Còn các công ty công nghệ và tài chính lại nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, lần này có thể có sự thay đổi. Chính sách biệt lập của phe làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại không có lợi cho việc duy trì giá dầu cao cũng như là không hỗ trợ cho việc giành được các hợp đồng vũ khí. Chính sách chống độc quyền của Đảng Dân Chủ lại gây tác động lớn đến các gã khổng lồ ngành công nghệ. Trong bối cảnh cuộc bầu cử đang rất căng thẳng, nhiều nhà tài trợ đang có xu hướng đặt cược vào cả hai bên để bảo toàn cho lợi ích hiện có. Một số sự kiện bất ngờ có thể khiến các mô hình đặt cược cho cuộc bầu cử Mỹ thay đổi. Vào tháng 5 năm nay, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh Mỹ-Saudi đã được tiến triển. Saudi Arabia đã phát đi tín hiệu về việc tăng sản lượng dầu thô, trở thành bên tương đối ủng hộ Biden. Iran lo ngại rằng nếu như Trump lên nắm quyền, ông sẽ thực thi các chính sách cứng rắn đối với Iran. Vì vậy, Iran cũng sẽ sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân Chủ và xử lý một cách im lặng các vụ không kích của Israel. Các đồng minh của Mỹ bao gồm châu Âu, Ukraine, Nhật Bản và Hàn Quốc đều mạnh mẽ ủng hộ cho Biden tái đắc cử. Vì nếu Trump lên nắm quyền, ông sẽ gây áp lực buộc các đồng minh tăng chi phí quân sự và từ chối thực hiện các nghĩa vụ của Mỹ đối với các đồng minh. Nga và Triều Tiên thì hy vọng Trump sẽ đắc cử, bởi điều này sẽ tạo ra cơ hội thay đổi tình thế địa chính trị của họ. Vào đầu tháng 7, phe cải cách tại Iran đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và chính quyền Iran đã bày tỏ mong muốn khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong bối cảnh này, Iran mong muốn Đảng Dân Chủ tái đắc cử hơn. Tuy nhiên, do lo ngại về việc Mỹ-Iran sẽ cải thiện quan hệ, có thể cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho quá trình hiện đại hóa của Iran, Ả Rập Saudi đã giảm bớt kỳ vọng vào việc Đảng Dân Chủ sẽ tái đắc cử, trong khi Israel lại càng ủng hộ Trump hơn. Mặt khác, khi Trump chỉ định Vance làm phó tổng thống và người kế nhiệm của mình, lập trường của phe truyền thống trong Đảng Cộng Hòa đang nghiêng hẳn về phía Biden. Sau khi Biden rút khỏi cuộc đua, Harris giành được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Vào đầu tháng 8, Harris đã đề cử Watts làm phó tổng thống, tạo thành một liên minh hai cánh tả. Harris xuất thân từ California và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của bang này. Khi còn trẻ, Harris cũng đã tiếp xúc nhiều với các cử tri gốc Hoa. So với Biden, Harris không có tư duy chiến tranh lạnh nặng nề. Watts từng là giáo viên ở Trung Quốc, thuộc số ít tri thức về Trung Quốc tại Mỹ. So với Trump và Vance, những người chủ trương cứng rắn với Trung Quốc và thúc đẩy việc đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ thông qua tách rời với Trung Quốc. Liên minh Harris và Watts được Trung Quốc ưa chuộng hơn vì ít cực đoan hơn. Ít nhất họ có thể kiểm soát tốt các bất đồng giữa hai nước và tránh được những sai lầm chiến lược. Tuy nhiên, liên minh hai cánh tả khó có thể thu hút được cử tri trung lập và phe thành lập trong Đảng Cộng Hòa. Do Harris coi trọng các yếu tố nhân quyền và sự không chắc chắn của Hiệp định An ninh Mỹ-Saudi, sự ủng hộ của Ả Rập Saudi đối với Đảng Dân Chủ đã giảm đi. Ngoài ra, nếu Harris nên nắm quyền, chính sách đối ngoại của Mỹ có thể nghiêng hơn về phía Palestine, khiến cho Israel mong muốn Trump chiến thắng hơn. Có lẽ có thể thấy rằng, đặt cược xung quanh cuộc bầu cử Mỹ đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nhân lực và đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Ngoài ra, nếu xem FED là một bên hỗ trợ tương đối, thì trong 3 tháng tới, tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu sẽ thay đổi và có liên quan chặt chẽ đến dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu Trump có tỷ lệ thắng rõ ràng hơn Harris, Israel sẽ trì hoãn chiến tranh, từ chối đàm phán và tìm cách mở rộng xung đột. Iran sẽ không chọn cách kiềm chế nữa mà sẽ trả đũa mạnh mẽ đối với Israel. Ả Rập Saudi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm lượng sản xuất, đẩy giá dầu lên cao. Phe truyền thống của Đảng Cộng Hòa sẽ tập hợp lại với Trump,
cố gắng tham gia vào việc phân chia quyền lực. FED sẽ từ chối giảm lãi suất trước cuộc bầu cử vì lý do lạm phát, duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Ukraine sẽ từ bỏ kế hoạch phản công và chủ động liên lạc với Trung Quốc. Nếu Trump và Harris có tỷ lệ thắng tương đương, Israel sẽ kéo dài chiến tranh và tiếp tục chiến đấu dù có khó khăn. Iran sẽ chọn cách kiềm chế, xử lý khiêu khích từ Israel một cách âm thầm nhất. Ả Rập Saudi sẽ tăng sản lượng dầu một cách nhẹ nhàng, kiểm soát mức giá dầu. Phe truyền thống của Đảng Cộng Hòa sẽ giữ được trung lập, không ủng hộ cả Trump lẫn Harris. FED sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất phòng ngừa trước cuộc bầu cử để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ukraine sẽ huy động toàn tổ quốc để thực hiện phản công, cố gắng chiếm lấy một phần lãnh thổ. Nếu Harris có tỷ lệ thắng rõ ràng hơn Trump, Israel sẽ kết thúc chiến tranh sớm hơn, chủ động đàm phán với Hamas để đạt được thỏa thuận hòa bình. Dựa trên cơ sở đó, Ả Rập Saudi sẽ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Israel, mở đường cho thỏa thuận an ninh Mỹ-Saudi và OPEC Plus sẽ tăng cường lượng sản xuất dầu đáng kể. Dưới sự thúc đẩy của Iran, khủng hoảng Biển Đỏ và xung đột Lebanon sẽ tạm lắng xuống, giá vận tải biển sẽ giảm nhẹ. Phe truyền thống của Đảng Cộng Hòa sẽ chủ động cắt đứt liên hệ với Trump. Một số thành viên công khai đứng về phía Harris. FED sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Dưới sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, Ukraine sẽ tấn công sâu vào các khu vực của Nga, mở rộng quy mô chiến trường. Nếu dựa vào giả thuyết rằng Trump và Harris có tỷ lệ thắng tương đương, nếu như Trump trúng cử, xung đột Israel-Palestine có thể sẽ kéo dài cho đến tháng 1 năm sau mới kết thúc. Nếu như Harris trúng cử, để thúc đẩy quan hệ bình thường hóa giữa Saudi và Israel, Israel sẽ có xu hướng rút quân càng sớm càng tốt và Ả Rập Saudi sẽ cố gắng thúc đẩy thỏa thuận an ninh với Mỹ trước khi Biden rời nhiệm sở. Điều này sẽ trở thành một trong những thành tựu đối ngoại quan trọng của chính quyền Biden và Harris. Và đó là một số thông tin, quan điểm và nhận định từ tác giả Victor Phạm tại Spider Room về các quốc gia tổ chức chịu sự tác động từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hy vọng các khán thính giả của Spider Room thấy video này hữu ích. Hãy chia sẻ thêm và bàn luận với chúng mình về chủ đề này trong phần bình luận nếu như bạn có những quan điểm khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!